chào tất cả các bạn, chúng ta cùng đến với trận bán kết đôi nam nội dung cá nhân của giải cầu lông vô địch SEA Games 31 giữa đội tuyển cầu lông Việt Nam và đội tuyển cầu lông Indonesia. Trên trang phục áo trắng đen chính là đội tuyển cầu lông Việt Nam, hai vận động viên Tuấn Đức, Hồng Nam. Vào đến vòng bán kết này có nghĩa là chúng ta đã nắm chắc trong tay một tấm huy chương đồng. Còn có thể giành được huy chương bạc hay huy chương vàng hay không thì phải xem sự thể hiện của Tuấn Đức, Hồng Nam trong trận đấu này. Nhưng nếu đánh giá công bằng thì mình phải nói rằng thực sự rất là khó. Tuấn Đức giao cầu.
về thế sân nhà và sẽ tự tin hơn. Ngoài mất rồi. Nói chung một điểm yếu của Hồng Nam mình phát hiện là Hồng Nam đánh cầu hay dễ bị lỗi mọi người. Dễ bị lỗi một số tình huống rất là đáng tiếc. Tình huống không đáng có. Thank you.
ra. Nói chung là Singapore kiểu trên mà. Điểm số 13 đều. Họ ra kinh đấy. Thứ nhất điểm số 14-16. Chúng ta càng gần càng tiến sát về đích rồi. Chỉ cần duy trì khoảng cách từ 2 đến 3 điểm. 17-14. Thank you.
xem. Việt Nam. Rồi, phản xạ rất nhanh từ Tuấn Đức. Điện quá. Ngoài sân. Đầu đều. Chúng ta đã mất 3 điểm số liên tiếp. Đây là lần thứ hai chúng ta bị đuổi kịp. Có thể vươn lên vẫn chưa một lần nữa không? Lại chúng ta phải tấn công hai điểm được. Phản công của đối thủ. 19 đều rồi, lại hòa rồi. Rất căng thẳng. Indonesia giao cầu. Cố đánh ghim cầu lại. Chúng ta phải ghim cầu lại và chúng ta tấn công thì mới có cơ hội giành điểm. Indonesia, chúng ta đã dẫn cả một set đấu nhưng cuối cùng chúng ta lại thua bạc thế sao? Dẫn cả một set rồi.
ngoài sân. Với quả đấy ông thấy Tuấn Đức hơi bắn một chút. Thank you.
Nam đã rất chủ động né cầu nhưng mà vẫn không né kịp. Quá nhanh luôn. Công lại nào, rồi đè cầu, rồi đánh lưới. Giao cầu thủ rất hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiến thắng. Thank you.
này. Số 16-18 của Đức Giao Cầu. Oh.